bạn muốn tìm cho mình một chiếc tông đơ giá tầm trung, máy mạnh, bền bỉ, sắc bén, bảo hành lâu, thì tông đơ chuyên phết A2 Blue sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì đây là dòng máy cao cấp phân khúc tầm trung, nên được bảo hành lâu hơn các sản phẩm giá rẻ bên ngoài thị trường. Thiết kế thân dưới kim loại nguyên khối chịu lực và đập tốt, đảm bảo cực kỳ bền, phần nắp trên màu xanh dương trong suốt đẹp mắt. A2 còn được hãng ưu ái cho một chiếc động cơ siêu mạnh, lên đến 6.700 lần cắt trong một phút, mạnh ngang với Senior USA. Ngoài ra, động cơ được tích hợp thêm công nghệ giảm ồn nên tiếng máy khá êm. Có thể thấy, phần lưỡi được chính hãng xử lý siêu mỏng, Auto V-Blade, tạo nên sự khác biệt so với hàng giá rẻ ngoài thị trường. Còn về độ bén thì khỏi phải bàn vì đảm bảo hớp phết cực sắc bén, cắt đến đâu ăn tóc đến đó. Lưỡi thép được thiết kế chuyên hớp phết, cắt sát, lắc cử cắt. Pin lithium ion chống chai, thời lượng sử dụng khá lâu lên đến 3 giờ, sạc đầy sẽ mất khoảng 180 phút. Một điểm cộng lớn dành cho A2 chính là được thiết kế an toàn chống cháy nổ, khi sạc đầy sẽ tự ngắt dòng điện bằng cách báo hiệu qua phần đèn trên thân máy tự động tắt. Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm 4 cử gá thép, dây sạc, chổi phủi và dầu tra. Thời gian bảo hành siêu lâu lên đến 12 tháng, ngang với các dòng tông đơ Mỹ luôn nha anh em.